năm một hai ba bốn thở nào hai bốn à, mà mình thường cái gì đó vì vấn đề người ta lấy số người ta đếm nên cái hay nhất mấy tổ phiên thay vì lấy số mình lấy cái chữ niệm phật à, nó cũng là số thôi chữ niệm phật ai như là phật là 4 tiếng ha à, ít vô ai như là phật à, thở ra ai như là phật nếm điều vậy thì vừa là niệm phật mà vừa là hơi thở cũng như là kỳ chú cũng vậy à, ngày như hít vô om mani padme hum thở ra om mani padme hum vậy đó à, thì hít vô 6 tiếng thở ra 6 tiếng tập một thời gian á thì cái tâm đều tĩnh nó an lại tâm nó an lại tại vì hơi thở nó đều còn nếu mình ngừng ở giữa à, thì do cái ngừng nén quá nhiều khi hơi thở ra đó nó nhanh hơn thấy không à, hay là hơi thở hít vô hết hơi rồi hít vô lẹ hơn thành ra tâm nó không có đều thành ra cái quan trọng nhất mà từ cái trọng tư phóng tâm đó thì cái áp hơi thở là sổ tức là hữu hiệu nhất hữu hiệu nhất thành ra khi mình tập mà cái phóng tâm nó khó nhiều quá đó tụ hoài cũng không vô thì tạm thời xả ra thì gắt người ra thở mạnh dài ba hơi bắt đầu là để hơi thở tức cho mình cái nhẹ nhàng khi nào mà hơi thở ra vào đều và nhẹ thì nó trở lại cái đối tượng trở lại thở được rồi tập lại do nào niệm phật hay là quán phật cái gì đó à, niệm chú hay là quán mình là thì lúc đó nó sẽ trụ được cái tâm lại ha à. Rồi cái điều kiện thứ năm giúp cho cái định tâm á là phải bỏ các hoạt động vô nghĩa. Bỏ hoạt động vô nghĩa là gì? À, tức là lúc đó mình không làm những cái hoạt động nào mà đối với cái pháp tu của mình nó không có trợ. À, chẳng hạn như đi làm. Đi làm chắc chắn nó không trợ pháp tu rồi. À, do không có tiền là chắc thật ra bởi vì quý vị mới không thiếu duyên là vậy đó mới 3 tháng không vô chứ nếu mà đủ vậy thì 3 tháng nó xong rồi phải không đó. Vô nghĩa tức là giúp cá nhân việc làm một chung quanh à, cái là mình làm đỡ việc nào thì nghĩa là làm một việc nào đỡ gì đấy cái hàng giúp bỏ việc làm nuôi sống kết giao bè bạn à, lại nói chuyện này chuyện kia này kia đó à, kỹ thuật khéo léo tức là ngồi cái là sáng tác món này sáng tác món kia này kia sáng tác văn nhạc này kia đó à, sáng tác kìa đẻo tượng phật hay như kia đó chuyện đó là tại vì pháp tu mình có pháp tu rồi là mình có cái đề mục mình dính vô rồi cái chuyện đó mình cần làm nữa mình có thể mình thể giờ hoàn toàn mình tu vô trong cái ăn được cái ngày nó mạnh lên không thành ra cái mặc dù cái đó nó tăng phước báo nhưng mà nó là cái chướng nhiều đối với pháp của mình kỹ thuật khéo léo thì gần như làm thợ làm này kia bói toán rồi thuốc men này kia là vân vân như là thực dịch kinh rồi cái sách thì cũng thuộc nó thuộc về nó dẫn trước tại vì khi mình tu thiền định nó cái chuyện đó phải tạm định nó thành cái đó nó thành dính vào cái bộ vô nghĩa nó không có làm cho mình cái tâm mình chuyên chú vào cái này nó là một cái pháp nó gọi là tợ nó nếu mà mình tu á theo cái pháp một đề tâm á nó tợ thành ra cái tợ pháp nó gọi là gieo công đức song hành với pháp tu thôi chứ nó không có tợ thành ra mình tu nếu mình nổ dồn cái thời gian mình có thể mình tập trung được à, cái giờ đó mình có thể mình tập trung được thì nên tập trung từ trường hợp cái giờ đó mình không tập trung được gì hết trơn á à, thì mình phải làm thiện pháp thì giờ đó không giờ mình tập trung cũng được nhưng có thể nó mỏi mệt quá thì thường mấy ngày thi xá đó ngoài những ngày người thiền ngày tập về thần chú mà nó đi thì ngày làm cảnh á là ngày có làm cái khung nhỏ vậy nè cái khung nó gọi là cái mô đó thấy không thì cho cái đó ngày cắt một cái từng phần nhỏ vậy nè ngày đắt xét ngày mới đập ra thì mới là đập ra cái ra cái đường phòng nhỏ vậy đó để người ta nó gọi là bên kia nó gọi là xa đó là tượng phật mà bằng khung nhỏ bằng đất để ngày làm cái lót như này tơi tơi này khác thì thầy giống như tôi vậy cho nên tôi đây chàng như bây giờ tới mỏi mệt quá cái thơ mình vô công dù công cũng được vô định cũng được đó thì lúc đó không để cho cái tâm nó làm việc vô ký hôm qua đã giảng rồi vô ký tương đương với là ác pháp thấy không à, thì lúc đó cái tâm mình nó thay để cho vô ký tức là thì cho nó chuyển thành thiện pháp thì làm những việc thiện chẳng như là dịch kinh ha hay giả tượng phật tạc tượng phật ha làm băng nhạc cái gì cũng được ha cúng dường phật cái này kia cái gì cứ làm nhưng mà khi mà mình cái tâm đỡ cái thời gian rồi đó để tập trung làm được mà tâm mình khỏe mạnh đó mình làm nó trở thành ra và nó thành cái chướng mà không tập trung được nhiều nữa cái này cái đơn là lúc dụng công rồi đó thì mỗi tuyệt đối là khi mà cái tâm lực còn sáng suốt là phải dụng vô công tu để cho cái định nó để cái gì tập làm sao đó nó là tập khí nó là tập khí của định á tức là làm cho cái tâm nó quen thuộc cái bị vô định vô nó được thì lúc đó gì làm gì cũng trở ngại nữa cái tâm thành thói quen rồi
Còn lúc mà nó chưa quen á, nên lúc mà làm này làm cái kia và cái tâm nó chia sẻ rất là khó vô, rất là khó vô. Thành ra giai đoạn đầu làm sao để vô được cái mà vô được rồi đó, thì sau này nó lại trở lại thì nó dễ. Thành lúc đó người ta làm cái gì thì không thành vấn đề đó nữa. Kỹ thuật theo giáo này, như mày nói thợ nè, bói toán nè, coi số nè, ha, rồi y học nè, cúng kiến nè, hay vân vân, theo cầu của xã hội. Ha, để tổ ghi trong này nè, dứt học vấn nữa, tức là không có nghiên cứu nha, lúc đó là tu là thấp hay dẫn rồi. Khi vậy vô mà bắt đầu khởi công tu là chánh kiến đã có rồi, giới luật đàng hoàng rồi, thấp hay dẫn rồi, thì lúc đó chỉ có nỗ lực trong đó thôi, không có nghiên cứu nữa. À, còn lúc mình nghiên cứu là lúc nào trước giai đoạn tu mình phải sạch pháp cho rõ ràng minh bạch, pháp tu làm sao bị trước ngại sao, cách gì để vượt qua, bao nhiêu cách vượt qua, khi bị cái gì dùng cái gì để mà phá, hay là khi mình tập ra nó xảy ra trạng thái gì mình đều biết hết. À, những trạng thái nó xảy ra là trạng thái mình là kinh nghiệm thuộc về thân, kinh nghiệm thuộc về tâm, kinh nghiệm thuộc về trí tuệ, những kinh nghiệm này cái nào nên phá bỏ, cái nào không vướng mắc, cái nào là cần thiết, biết nắm vững hết vậy đó, thấy không? Và khi mình dụng công rồi đó thì tất cả những cánh này là không có nghiên cứu tới nữa, phải dẹp một bên. Những cái này nó gọi là hoạt động ha, và chuyện giảng vô ích. Rồi, cái điều nữa, một cái điều nó trợ nữa. Còn tốt. Cái nước này là nước thuốc mà, thành ra nó đặc biệt là uống chậm chậm. Không có đâu, nước này nước thuốc luôn, nó không lẹ đâu có được. Cái điều kiện nữa, cái điều kiện này thì sáng đã nói rồi, là phải giữ giới nghiêm chỉnh. Vì cái giới đó cũng như là cái sự mà ràng buộc mình á, ràng buộc để mình hướng vào mục tiêu nó. Mà cái giới là thường thường là Phật đặt không à, chứ không ai đặt được hết trơn á. Vì Phật mới thấy được là những cái này nó lợi lạc cho cái pháp tu đó. Thành ra mỗi dòng phái nó có cái giới, dạng như Mật tông nó có cái tam muội gia giới là gì đó. Nó một tam muội gia giới nó chỉ lợi ích cho Mật tông thôi. Không, mà nếu mình đem ra bên Hiển giáo nó không có lợi. Hiển giáo thì Bồ Tát giới. Ví dụ gì? Thành ra giữ giới đó thì cái pháp của mình á nó nương vào cái giới nó lấy bằng cái giới là bằng đạp mà nó tiến dựng mình. Thì trong này nói là chỉ có giới mới chuyển tâm ta tránh ảnh hưởng của các mê hoặc thô có thể gây ra những bất thiện nghiệp trở ngại, trừ được tác loạn thô ở ngoài, giới làm an tịnh các ác hạnh về thân và lời. Rồi còn cái nữa, cái này trong này sao nó không ghi, thấy không? Cái này là cũng hơi nói ra thì cứ nó hơi dị kỷ chút, không được hồi hướng thế này hết. Khi gì tu á, nhập thất mà tu á, mà muốn định tâm cho lẹ á, cái công đức đó không có dùng xả ra để làm cái gì hết chứ, thấy không? Nó, nhưng mà thực sự ra cái người mà phát tâm bồ đề không lẽ là ngược tâm bồ đề hay sao? Ha, tâm bồ đề là tu là về chúng sanh mà không lẽ mà về chúng sanh cần không thả, thấy không? À, nhưng mà có một cái thế này, cái người tu đó khi họ vô tu là họ có bồ đề tâm rồi, họ phát tâm bồ đề rồi, tức là họ tu là về chúng sanh rồi. Ha, thành ra trong lúc họ tu cũng như là họ training để cho người họ khỏe mạnh lên bất tịch cho lớn để sau này họ kiên dai kiên gánh nặng cho chúng sanh vậy đó. Nếu mà trong thời gian đó ha, mà cứ mà bao nhiêu mà bất tịch nó lên được bao nhiêu nó tiêu hết đó thì không làm được việc lớn. Vì cái đại sự là trong thời gian đó, nó không phải đâu có lâu đâu, thời gian có thể là 3 tháng, 5 trong thời gian nó tuyệt đối. Nếu mà túng cùng quá, chúng ta là cần thiết quá thì đương nhiên cái gì Bồ Tát phải làm rồi, thấy không? Trong thời gian đó gần như cái chuyện lạc giặc không có gì đáng kể đó. À, thì lúc đó không có hồi hướng, chỉ có hồi hướng chẳng hạn như là tổng bát Bồ Đề Tâm thì được, không có hồi hướng riêng biệt nha. Ngày như đó chúng sanh nào nó nói là bệnh quệ gì đó rồi đi nhờ, không hồi hướng riêng biệt, không có Bồ Đề Tâm tổng bát thì ok. Để bao nhiêu cái công đức của nó nổ dồn, nó có phá mình, nó đẩy phá mình lên. Thì thực sự ra cái gì có một thời gian hạn định để tu thôi, có thể 7 ngày trong thời gian ngàn đó là bao nhiêu nó dồn vô đó hết để thành tựu. Qua giai đoạn đó rồi đương nhiên vì cái bản nguyện Bồ Đề Tâm của mình phải tất cả công đức mình phải sang đó hết, thấy không? Làm hết và đó mình nổ thần là. Thì cái này đó thì mấy tổ ít nhắc, nhưng mà có một số kinh điển như về cái thợ ma của ngài Pappasava thì ngài có dặn, ngài có dặn lúc tu á không có được hồi hướng tính cá nhân á, nó cá nhân á. Còn như mà về Bồ Đề Tâm là phải khác, tức là hồi hướng thông bát thì được. Thì tất cả cái nỗ lực mà để khi mình đặt gì đó để làm sao qua thời gian mà mình đủ điều kiện này đó, cái định tâm mình nó xảy ra triệt lẹ. Và khi cái định tâm thiệt lẹ rồi đó, bây giờ mình an trú vô thời gian, nó tập thành, nó thành ra cái thói quen của mình. À, lúc nào mình cứu tâm cái vấn đề gì thì cái tâm mình lực mình nó có, nó hướng về vấn đề đó.
Thấy không? Mà hướng nhân cái đời đó thì cái việc gì mình làm á nó cũng được viên mãn ha, và nó được có lực ha. Thì cái mà sanh về năng lực, cái năng lực mà kinh nghiệm về thân tâm mạnh nhất á ha, ha, là cái gì, cái pháp định chứ không phải pháp quán. Pháp quán nó sanh trí tuệ, một cái thần định này nè, nó sanh năng lực về cái thân tâm rất là mạnh ha, tức là nó làm cho thần thông á, nó đại chung là thần thông là do năng lực của anh này nè. Thật sự đâu có gì khó cái năng lực đó rồi đó, với cái sự mà phát nguyện vào bồ đề tâm ha, coi những người tu đại thừa đó, thì cái sự lợi ích đó là chúng sanh hưởng rất là mạnh, và sau đó chúng sanh nó sẽ được hưởng lợi lạc rất là nhiều. Thì nãy nói ra nhiều điều kiện gì đó, nhưng mà giờ tổ nói rằng bây giờ cái điều kiện nó không phải là dễ, không phải là dễ để mà muốn tập hết, thành ra nó có ba điều kiện quan trọng mỗi gì phải chú ý ha. Nếu cái gì mà muốn tập cái thiền định ha, ha. À, mà mau lẹ đa số thì chẳng hạn như mình nói niệm Phật tâm muội đi, hay là quán tướng tâm muội, hay là quán Phật tâm muội ha, là lẹ đó, thì ba cái điều kiện này mình phải chuẩn bị. Nếu mà những điều kiện kia mình thiếu thành vấn đề, nó là cái duyên thứ yếu ha, cái duyên này mới là ban đầu. Thì ba cái điều kiện này là thứ nhất ha, là làm sao hàng phục được cái sự phóng tâm, bởi vì định là cái gì đó trái ngược cái phóng tâm là một ha. Cái thứ hai là giới để nó giữ cái định mình thành chánh định, thấy không? Đầu đây cái tâm mình nó mạnh mà nó đi lạc chút xíu nó thành là tà, thấy không? Thành ra để giữ cái định này nó trở thành chánh thì nói lợi lạc lớn, thì nó là giữ giới. Ha. Và sự tĩnh lặng bên trong là điều quan trọng nhất, tức là nhớ đầu tiên mình dùng cái tướng ở ngoài hết á, nhưng mà khi mà luyện tới cái vấn đề mà tịnh trị đó, phải biến tất cả cái này thành tướng bên trong hết, tướng bên trong đó. Và sau khi đã chuẩn bị được hoàn mãn như vậy đó, thì đương nhiên là mình tập dễ thành tựu. Thì tức là làm ra căn cứ vào cái văn bản này là cái 6 điều kiện này là 6 điều kiện của bên Tây Tạng đặt ra, nó cũng giống như những điều kiện của ngài Thiên Thai đặt ra, nó không có sai khác gì nhiều. Ngài Thiên Thai đặt ra theo hệ thống khác, cái ngài chia ra là về thân khẩu ý ha, thân sao thì cái này nó giống gì thôi. Thì ngài Tông Cáp Ba trong này đó, ngài có nói thế này: khi các điều kiện được chuẩn bị đầy đủ á, thì ta dễ thành tựu cái nhất tâm, tức là định tập trung á ha. Đó là ngài thầm thêm một câu nữa: nếu các bạn không tập các chuẩn bị, tức là các điều kiện đó tiên yếu này để phát triển định tâm, thì dù bạn dùng 1.000 năm để tu thiền định thì cũng không định được. Đó. Thì bây giờ quý vị là được cung cấp hết rồi đó. À. Thì bây giờ 1.000 năm nó giảm được 100 năm thì mới khó khăn lắm à. Thôi giảm sao mà giảm được 3 tháng, mình giảm 3-4 năm thì cũng đỡ. Thì trong cái chuyện căn bản của ngài Đại Sư á, thì ngài cũng đưa ra những điều kiện rồi dạy cách điều hòa cho mình. Mình phải làm sao mình điều hòa về thân, điều hòa về ăn uống, điều hòa về ngủ nghỉ, điều hòa về khí, rồi điều hòa cái tâm. Thì quý vị nào có cơ hội để quý vị coi là trong chuyện căn bản á, nó dạy những cách điều, thấy không? Cái đó nó cũng dính líu trong cái kia. Rồi, chưa vô nha, chưa vô pháp nha. Tối nay dạy pháp. Nó gì đâu. Thôi, cuốn sách này là tôi 10 năm tôi nghiên cứu lo đó cô à. Thì người đâu thì mình chụp cái photocopy lại phát mình người ngoài. Về nghiên cứu. Rồi, bây giờ Phật tử mình có cái giờ giải đáp câu hỏi vào ngày mai. Thì quý vị có gì thắc mắc đó, ghi đó. Ngày mai mình có khoảng 1:30 2 giờ vậy đó, có hỏi thì lúc đó hỏi luôn. Thưa thầy, hồi sáng con nói trật một điều là một đại kiếp là 1.320.000.000 năm chứ không phải là 1.320.000.000. Đúng rồi, lâu xa lắm. Thật sự rất là tôi cũng nhớ nổi lý thừa tùm lum lên đó. Nhưng mà trái đất cho tới bây giờ chỉ có 4 tỷ năm. Rõ vậy.
Còn đại kiếp nó là ta là thế giới mà. Ta là thế giới, tức là một thế giới hệ nè. Chứ không phải nó đất mình, nó đất mình nằm trong cái thế giới. Thì nhiều khi mình quỷ trong cái kiếp nào rồi. Rồi đó là thành lập lại. Cái đại thiên thế giới còn tùy cái định nghĩa cái của những cái trường phái khác nhau về Phật, để mình đem Phật hồi hướng vậy. Nguyện đem công đức Pháp sư cung thỉnh pháp sư hồi lưu an nghỉ về đại học. Nhờ cô Giờ Lan trên internet tắt máy dùng về đại học. Sân sau ha, đi tới đi lui cho nó tăng mỗi chân bởi mỗi chân, rồi những vị nào mà cần ấy thử uống sữa hay nước trái cây trong mấy đó thì bạn trai soạn cung cấp cho ha, sữa nóng cũng có, sữa lạnh cũng có, cà phê cũng có ha, để nghe không mà dạ, ví dụ như quý vị mà nào mà cảm thấy có thể mà thọ hai ngày được thì đừng có miễn cưỡng ha, không có miễn cưỡng nên là còn dĩ nhiên những quý vị không thọ giới thì cái đó là tự nhiên về ăn cơm thì đó không ai cấm ha, thì như vậy cố gắng được bữa nay rồi sáng mai mình trở lại ha, rồi mình cố gắng ngày nữa, rồi đến 3 giờ khoảng 3:30 ngày mai thì mình bắt đầu kết thúc cái khóa học mình truyền giới 10 buổi giới ha. Như là Phật bây giờ các vị ra nghỉ ngơi ha, vì 6 giờ khoảng 6 giờ trước 6 giờ chút đánh bảng ha, bỏ chỗ chuồng rồi mình tập trung lại ha. Còn quý vị nào mà ở ngoài đó không, các vị mà bạn cũ ấy thì cứ ra ngoài tự nhiên ha, đi thoải mái ha, là gì là Phật vậy. Đã trang nghiêm cùng thỉnh pháp sư Quang Lâm thuyết pháp. Yeah.
cùng kính giáo sư an toàn, kính mời quý vị an toàn. Samadhi tức là mình dịch cái nghĩa bình thường á, dịch theo một cái nghĩa lấy danh từ nó là thiên âm đó, nó gọi là tam ma địa ha, hay là chánh định hay là chánh thọ, đây là những danh từ nó đều có cùng một cái nghĩa, nó chỉ về là tam muội. Thì thực sự ra cái này nó không phải là nó chỉ trong cái trạng thái thiền, mà nó chỉ ra một kết quả. Nó là danh từ chỉ kết quả, chứ không phải là chỉ ra một cái nghi thức thiền định. Thành ra nó không có nói là tu gọi là nhập định hay là nhập tâm muội ha. Tức là tới giai đoạn đó ha, thì mình ăn trú được vào cái gì đó, trong cái quả pháp mình tu đó, nó sanh ra một cái quả chẳng hạn như là kim cang tâm muội, thì lúc đó mình nhập vô được tánh không. Nhập được tánh không thì cái tánh không á, cái sức trí tuệ trong tánh không nó có năng lực giống như là kim cang, nó có thể nó cắt đứt hết tất cả những cái phiền não, cắt đứt hết tất cả các khổ, cắt đứt hết các cái sự mà sanh tử luân hồi, thành nó gọi là cái kim cang tam muội, tức là một cái nó gần như đồng nghĩa là cái thành tựu của cái tâm định nha. Ví dụ hồi đầu hồi trưa đó đi học về định tâm ha, tức là thiền chỉ đó. Thiền chỉ tức là samatha đó. Cái samatha đó thì tức là cái cách, cái kỹ thuật để tập trung cái tâm. Khi mà tập trung nó có thuần thuộc á, một hồi vừa sau cái kỹ thuật nó có chín tác, chín giai đoạn để mình đi. Thì từ tác 1 có tập gì, tập 2 tập cái gì, tập 3 tập cái gì, tập cái tâm thứ 9. Thì tâm thứ 9 này nó sẽ vô, đạt được cái tâm thứ 9 đó, thì nó vô được cái định nhất tâm. Tức là cái tâm của mình lúc đó hoàn toàn. Ví dụ như cái tâm mình tưởng nước, thì lúc đó mình vừa khởi tướng nước lên là tướng nước nó hiện trước mặt mình luôn. Đây quý vị nhìn mở mắt ra, quý vị nhìn thì tất cả chúng sanh đều là nước hết. Ở đây cũng là nước, ở đây nước từ vật biến thành nước luôn.
nếu mà định lực mạnh đó, định lực mạnh đó, ha, thì quý vị có thể, có nhiều người đó, ngày như bây giờ, cái này là gọi là cái bệnh nó là thần thông, nó là thần thông bất sanh đó. Ví dụ bây giờ, họ muốn đi qua cái núi, họ muốn đi qua cái núi, xuyên qua cái núi vậy đó, thấy không? Thì họ nhập vào định nước, thấy không? Họ nhập định nước đó, thì cái tâm cảm là họ thấy, họ thấy tất cả xung quanh đều nước, cái núi biến thành ra một cái biển nước, thì họ cũng cảm giác như họ đang lội qua cái biển vậy thôi. Ở đây họ thấy mình đi qua cái núi mà không bị chướng ngại à, thì nó thật sự á, cái điều này đó Minh Phật nó nói là tất cả các pháp do tâm sanh, tất cả những thế giới gì mình thấy nè thì cho cái nghiệp mình đã tạo ra nên mình thấy khác chúng sanh hết trơn, thấy không? Cái hàng như cái loài lệ quỷ là ma ha, thì nó gặp cái tướng Phật á thì nó thấy là hầu an, nó thấy như mình thành nó sợ nó chạy, thấy không? À, gặp chết tường á, loài quỷ là ma gặp chết tường đối với nó là hư không, nó đi qua. Còn mình gặp cái tường mình thấy là do đại mình bị chướng ngại, thì thực sự ra các pháp chất, các vật chất ở thế gian này đó, từ trong nghiệp chúng sanh thấy sai khác, nó thực sự do tâm chúng sanh tạo phát ra. Khi mà cái người nhập được cái định đúng nghĩa đó, định mà cái định đúng là cái tâm, cái tăng mũi họ thiệt là sâu á, thì lúc đó khi họ quá lửa thì cả thế gian nó biến thành lửa, họ nhập vào cái định của hư không á, cả thế gian biến thành hư không, họ nhập định cái định gì địa đại đó, thì cả thế gian này họ nhìn ở đâu thì chỗ đó biến thành biến tâm thức, họ thấy cái nghiệp của họ đó tạo thành cái đó, thành ra đất, thành ra trong tâm đâu nó rõ ràng đó. Nó có cái gì mà muốn tập về cái thuật mà gọi là đi lên hư không, phải không? Đi lên hư không á, thì có hai cách. Cách thứ nhất là ngài anh An dạy đề bà Đạt Đa đó, là đem cái tâm lên cao, đem lên tâm lên cao, cái tâm mình nó nếu mà trụ càng xúc xuống người nó nặng, nó chìm xuống đất rồi cái chân nó đụng đất, nếu cái đem cái tâm mình lên cao riết rồi thì cái người nó sẽ nhẹ, từ từ nó bốc lên đó. Thì cái đó là ngài Đề Bạt Đa, A Nan dạy cho Đề Bạt Đa cái pháp ăn ngủ làm thông để bay lên hư không. Nhưng mà bên Nguyên Thủy nói cái tâm mình là tạo thành tất cả cái nghiệp, cả sắc chất do tâm tạo. Nếu giờ mình muốn đi hư không á, mình nhập vào cái định đất thì mình tưởng ở đây trước mặt mình có một cái độ dốc một mét, thì khi họ tưởng cái gì đó thì đối với họ đây họ thấy rõ ràng là có một cái đạo lộ, đất nó phủ từ đây đi lên kia, và họ bước đạo lộ đó đi. Nhưng mà tâm chúng sanh ở ngoài này nó nhìn vô đó là thấy là họ bước lên hư không, thấy không? Rồi thấy là họ cởi, họ có nhiêu họ đi lên hư không, là cái gì đó thì nó là năng lực thần thông. Thì ở đây mình trở lại cái danh từ tâm ma địa hay tâm muội hay là chấn định chấn thọ, thì đây nó chỉ lợi cái kết quả của định tâm. Khi mình đi gặp cái định nhất tâm rồi đó, thì cái trạng thái mà mình cái gì trụ được nhất tâm mà thường xuyên cần một cách nhẹ nhàng vững chắc và không chướng ngại, lúc đó có nghĩa là đạt được cái thành tựu của định nhất tâm, trong đó nó có hỷ lạc cả thân tâm và nhu nhuyễn của thân tâm, như đã mình đã nói lúc trước đó. Lúc đó là cái tay của mình, cái thân người rất là nhu nhuyễn, mình có thể mình bây giờ cái người mình bẻ những cái độ cong rất là như là con nít vậy đó, nó muốn xoay xuống nó gặt người cái nào cũng được, tay chân tréo cái nào cũng được dễ dàng. Đó là cái thành quả của đạt thành của cái samatha, tức là định chỉ. À, thì ta lấy kết quả đó ta gọi là danh từ là tâm muội ha. Ở đây có gì niệm Phật tâm muội là vậy, cũng vậy khi nào có niệm Phật đạt được đẳng nhất tâm ha, và tất cả những cái quả, cái năng lực của niệm Phật tâm muội nó xuất hiện cho mình đúng như cái điển dạy, thì khi mình an trụ mà có những cảnh tướng giống như cái điển dạy vậy đó, thì nhập vô niệm Phật tâm muội. Thì tới đây mình phải nói là cái niệm Phật tâm muội trên điển dạy như thế nào. Ở đây quý vị học niệm Phật nè, niệm Phật tâm muội là thế nào quý vị? Mình không biết cái đó là sao, chứ mình nói tập đó nha. Đâu có gì đang tỉnh ngộ đâu. Dạ. Sao? Con đâu có nghĩ là niệm Phật tâm muội là niệm Phật đến một lúc mà nhất tâm bất loạn không thể chú hết. Có phải không? Đến lúc mà không có còn mà vọng tưởng động. Thì nói đúng là cái định nghĩa cho tâm muội đúng nghĩa của nó, nhưng mà lúc đó cái trạng thái về cái tâm thức và cái quả nó hiện ra như thế nào vậy đó. Rồi cô dạ. Dạ 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 mà anh dạ dạ nghe ngọn vậy phía sau dạ mình khỏi bắt tay ngồi ngồi cái tự cái chỗ đóng đóng ra kia có định nghĩa thì nó rất là đúng trên danh từ là định nghĩa, thấy không? Nhưng mà cái chiều mình muốn biết, ví dụ cho mình nói bây giờ nhập vô tâm mũi thì mình biết là khi mình nhập tâm mũi đó, thì cái thân mình biến chuyển sao, cái tâm mình biến chuyển sao, thấy không?
cái tâm thức mình cảm nhận như thế nào, đó là cái quả của tam muội. Mình phải nắm giữ, chứ giờ nó niệm Phật tam muội, đầu tiên nó tôi cũng niệm Phật tam muội, được nhất tam ai cũng nói vậy trơn. Nhưng mà hỏi là khi niệm Phật tam muội rồi, lúc đó tâm thức như sao, cái cảm giác như sao, cảm thọ như thế nào? Tại vì tôi nói là cái hậu quả cuối cùng của thiền định nó đưa mình ra hai cái biến tướng, một cái tướng là kinh nghiệm về thân ha, kinh nghiệm về thân tâm và kinh nghiệm về nhận thức. Hồi đó nói hồi chiều á, nó xảy ra hai biến tướng vậy. À, cho nên cô mới nói định nghĩa thôi, nhưng mà khi mà cái kinh nghiệm này, cái quả xảy ra mình phải biết, để mình biết rằng là như vậy là cái quả này nó đúng như vậy. Nhưng đã tả cái tàu thì phải biết cái đầu ra sao, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, cái quả nó phải như vậy đó. Hay vậy ăn vô nó phải ngọt hay gì, mình phải có những cảm giác như vậy thì mình mới biết là à, cái này mới đúng thiệt là cái quả thiệt, thấy không? À, con ngồi vậy vậy à, để cho mình biết là khi mình đạt được tình trạng như vậy đó là vô được tâm muội đó. Thì đây nè, tôi đi tập tâm muội nè, đọc nè, niệm Phật tâm muội thì lúc đó cái trạng thái nó là sao? À, phải nói đầy đủ à, coi chừng nó chỉ xây dựng một chút xíu thôi là nó đập á, nó cũng là cái tâm muội nhưng mà tâm muội của loại khác, nó hơi nguy hiểm chỗ đó, thành nó phải nắm tiệt dẫn tại vì gì đang niệm Phật để nói tỉ về các cái vấn đề này. Rồi ai có phải là khi đó cái tâm ý thức mình nó được chuyển thành tiếng không? Được chuyển thành tiếng niệm Phật. Cái đó là cũng là một phần chưa đủ. Tại vì nếu mà cái người đọc về cái định nhất tâm á của nguyên thủy á, tức họ lấy tiếng niệm Phật hay ăn trú á, thì lúc đó họ không niệm những cái tâm họ vẫn niệm, họ vẫn luôn luôn nghe tiếng niệm Phật. Cũng giống vậy, nhưng mà cái liệu nguyên thủy nó lại không sanh ra những cái trạng thái của niệm Phật tâm của mình này, của đại thừa. Thành ra mình định lợi chút xíu á là mình đọc nguyên thủy nó niệm Phật, nó chỉ là định tâm thôi. Mà khi mà định tâm vào cái gì thì đương nhiên tâm mình có cái đó, thành ra trong là tiếng niệm Phật là đương nhiên phải có rồi, thấy không? Đó, nhưng mà bên nguyên thủy nó không chủ trương nhận sanh. Thành ra chỉ tới đó là nó ngừng. Còn nó chết đi nữa nó cũng không nhận sanh được, mặc dầu nó nghe được tiếng niệm Phật đó, nó chết nó không nhận sanh được. Thành ra khi mình nói niệm Phật tâm muội này, nó chắc chắn là khi mình đạt được làm đây thì chắc chắn mình phải giảng sanh, và những hậu quả nó phải như thế nào thế nào thế nào, những cái điều nó xảy ra làm sao làm sao, nó phải có theo cái điều giảng sanh mình, nó phải phát sanh lúc mình đang tu rồi mình vô tâm muội đó, phải nắm cho vững. Chứ không á, nhiều khi mình sẽ lộn xộn giữa hai bên đó nha, lộn xộn giữa hai bên rồi cái giai đoạn đó mình cứ tưởng tâm muội tu mà thực sự chết không có giảng sanh, nó chỉ có an lạc thôi. Tại do cái định tâm mình, cái tâm mình nó không còn bị phiền não tham sân si nữa, tại mình nó trút chỗ này rồi. Thì khi đâu có chỗ nào mà nó là mình, là cái tâm mình nó an vui, nó quan lạc gì, cái định tâm vào cái niệm Phật, lúc đó cái năng kiến niệm Phật luôn luôn gian trong tâm mình. Nhưng mà ngoài cái đó ra nó không còn gì khác nữa hết đó, và nó không lợi lạc cho giảng sanh được. Còn niệm Phật tam muội này đó, người nào mà nhập vô niệm Phật tam muội này chắc chắn là phải giảng sanh thôi, thấy không? Đó giảng sanh là một cái sau cái quả sau cùng của là khi chết đó, thì nó đi. Hay còn trước đó trong khi mình vô được đó, thì nó có hiện ra những cái cảnh tướng cho mình biết. Đó nổi không? Thấy thành. À, rồi thấy tập, đúng rồi đó, còn gì nữa? Bạn thầy, trong thức tướng niệm thần kinh thông của Ngài Đại Thế Chí đó, thì niệm và vô niệm, niệm và vô niệm, cái câu niệm đó rất là kinh thông, người thân khẩu đi tất cả. Đồng thời khi mình niệm và nó thức tướng niệm đó luôn trong cái tâm của mình, không muốn nào luôn để và niệm Phật á, niệm Phật mà vô niệm tức gọi là niệm Phật thật tướng, thấy không? Đó, tức là cô do cái niệm Phật nhường nhuyễn đầu tiên cô phải niệm Phật có tướng trước nha. Cái người niệm Phật mà vô tướng á, tức là họ hiểu cái tướng là cái gì thì cũng mới vô tướng được. Thành ra mặc dầu cô nói cái đó, nếu mà cô bỏ cái phần đầu mà cái niệm Phật hữu tướng á, thì cái vô tướng cô không có cơ sở để đứng vững. Cô nói niệm Phật hay mà vô niệm tức là không có cái giữ cái tướng của niệm Phật nữa, đại khái gì không? Đó, thì coi chừng tại vì mình chưa hiểu cái tướng, có tướng là cái gì mà mình đi vô cái vô tướng, cái vô tướng này nó đi vào cái mang không luôn. Đó, thành ra thử cái niệm Phật cái duyên thông với Ngài Thế Chí phải học cho kỹ. Đó, đầu tiên là phải nương vào cái tiếng niệm Phật cái gì rồi niệm hoài cái tâm nó thuần thục á, thực sự lúc nào niệm nhưng mà cái tâm nó vô niệm, nó vẫn thường niệm. Thực sự nó vẫn có cái tướng mà nó vô, cũng như là sắc không của nó một là một vậy đó. Nó trở thành niệm Phật thật tướng. Thật tướng tức là không rời hữu mà có vô, không rời vô mà có hữu, tức là sắc chứ không cùng một lúc nó rất là khó nói. Thấy không? Còn nếu mình chấp, mình lỡ cái tâm mình lỡ chút xíu, mình chấp là niệm Phật thật Phật đó thì chỉ là cái vô niệm, mình chấp nó không cần niệm nữa. Thấy không? À, thì con cho vô tình là Phật đó nha. Nó thành ra ngoan không?
Thầm nhà đây giải thích cái này cho cái cô rõ thế hả? Thì cái giờ cái nếu mình vô trong niệm Phật tâm mũi đó, thì đầu tiên á, thấy không? À, cái tâm của mình mà vô niệm Phật tâm mũi đó thì mình sẽ nghe được tiếng thuyết pháp của chư Phật mười phương. Lấy âm thanh lên hạ như cảm nhận được cái tiếng thuyết pháp của chư Phật mười phương. Nếu cái tâm mình mà bóng tâm lên mình nghe tiếng pháp thì nghe được tiếng pháp của chư Phật mười phương. À, thứ hai á, thấy Phật. Tại vì cái niệm Phật tâm mũi này mục đích để nhân sanh, thấy không? Thành ra tưởng nhớ Phật là thấy được chư Phật, mà thấy được chư Phật mười phương chứ không phải thấy một phương. Mặc dầu niệm chỉ có một danh hiệu là ai là Phật thôi, nhưng thấy được chư Phật mười phương. Đó là cái hậu quả của người đi niệm Phật tâm mũi. Mà họ Phật tâm mũi có tịnh độ tông bên Nguyên Thủy đó, nó có phải niệm Phật nha, để nó nhập định. Thì nó cái nhập định đó thì nó gọi là định thôi, chứ nó không gọi là tâm mũi, thấy không? Nó là gọi là cái định của nó gọi là ma bất đề đó, tức là định vào trong cái cận định của nó. Nhưng mà khi nó vô trong đó mà cái gọi là tâm muội, đôi lúc nó dùng cái thọ, chánh thọ để mà nó xác định cái tình trạng, cái tâm trạng hỷ lạc của do sự tập trung vào cái sự niệm Phật, thấy không? Nhưng mà lúc đó nó chỉ có sanh sự hỷ lạc thôi, do cái tâm tập trung cao độ á, tất cả phiền não tham sân si không xuất hiện nữa, thì cái tâm họ nó có một cái sự an trú trong sáng và hỷ lạc phát sanh hết, không còn gì nữa. Vì tại sao? Vì niệm nó chỉ có nó dùng âm thanh để biểu niệm thôi, còn mình á, mình dùng âm thanh nhưng mà có trong đó mình có cái tâm thực sự. Quý vị dùng âm thanh để niệm Phật nhưng mà trong đó quý vị đã đang tu mê tu, cái tâm đó là cái tâm về cõi Phật cực lạc. Bên kia đó họ dùng âm thanh để niệm nhưng họ tu với cái tâm tập trung vào âm thanh để loại bỏ tất cả những cái khác thôi, họ không có hề có một cái tâm mong gì cõi cực lạc. Bên Nguyên Thủy nó niệm thế này, nó niệm Phật ra, nó niệm chữ, nó không có niệm hết nó mong gì Phật đâu, nó niệm chẳng hạn như Phật ha, hay nó niệm thì tay có chứ dùng cái chữ mà hay đánh biến đi, hay là a-la-hán, họ niệm gì thôi, hay họ niệm cái mình gọi là tổng tướng của chữ Phật đó, thành thành cái đại khái. Nếu có gì tâm tông thì mấy thầy dạy chẳng hạn như Bu-thô, hay là Phật hay là niệm a-la-hán, họ chỉ niệm gì thôi, thì họ vào được cái, họ bên kia nói là cái nếu mà hành phát niệm gì thường xuyên á, thì cuối cùng họ vào được cái gì, họ vào được tới giai đoạn là gọi là thân tâm hỷ lạc, sát cái cõi giới của sơ tiền. Họ không nhập vô sơ tiền được vì cái âm thanh nó vẫn có 3-4 tiếng, họ không nhập vô được, họ không thể họ trụ được, nên họ nhập vô cái cận định của sơ tiền, thì lúc đó thân tâm nhu nhiễm hỷ lạc giống như tiền tạng của samadhi của bên Nguyên Thủy. Nhưng mà cái cú cánh, cái thành quả của họ nó chỉ có hỷ lạc là hết, không còn phát sinh được cái gì ngoài khác đó nữa. Đó là cái năng lực và năng lực tâm họ có, họ tập trung được vậy thôi. Còn thấy Phật không thấy, nhưng mà nghe âm thanh có nghe không? Có, họ nghe âm thanh được vì cái tâm họ trụ vào âm thanh nên cái quả âm thanh họ nghe. Giờ họ không niệm, cái tâm họ vẫn có cái tướng âm thanh, tướng âm thanh đâu là Phật, nhưng mà sanh được là không sanh. Thấy Phật thì không thấy, vì thực sự họ khởi bằng cái tâm là tập cái sự trú tâm vào cái chữ Phật hay là cái tiếng A Di Đà Phật để loại bỏ những cái phiền não, nên cái quả họ sanh ra là không có phiền não để ăn đạt thôi, chứ ngoài ra không có cái gì khác hết luôn. Thì cái đó đây biết là do cái sự, tại vì cái tu về thiền định là tu về lực năm, thành cái tâm mình khởi bằng cách gì nó ra quả cách đó. Cái tâm họ chỉ nhờ cái tiếng niệm Phật để trụ tâm, để định tâm vào tiếng Phật để loại trừ tất cả các phiền não, nên cái quả họ sanh ra là cái quả phiền não không phát sanh, vì họ đang trú tâm vào cái tiếng niệm Phật nên không có một cái tâm nào phát sanh được hết á. Do cái tâm thì não không có sanh nên họ có sự an lạc, có sự hạnh phúc, có sự yên ổn, và do trú tâm vào tiếng niệm Phật nên tiếng Phật trong tâm họ hằng có, nên thường nghe tiếng niệm Phật gì thôi hết rồi, và người an lạc mát mẻ không có phiền não chấp dứt. Thấy Phật thì không có, tại vì mình tu pháp tâm mình lạc. Nói vậy ở đây thực sự ở đây giờ là phải nói tới nói lui á, vì lý do ở đây có nhiều số người đang bị lạc cái tình trạng đó, là họ niệm Phật với cái tâm là ráng lắng nghe cái tiếng niệm Phật không à. Họ quên rằng là niệm Phật á, là cũng như mình kêu ba ơi, không phải là mình kêu tiếng ba ơi á, để mà trụ vào tiếng ba ơi, mà kêu ba ơi bằng cái tâm mình nhớ đứa ba của mình hay nhớ má mình. Cái sự nhớ, cái tâm nhớ về ba mình, nhớ như là nhớ ba mình, nhớ má mình là cái tâm chánh. Nó tiếng ba thì mượn cái danh hiệu đó để biết là đây là
cái người đó là gương mặt thế này thế này thế này là ba của tôi chứ không phải là một người khác gì đó. Cũng như quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để cái tâm bị hướng về Đức Phật, để mình nhớ tới Đức Phật chứ không phải là nhớ cái tiếng đó. Mà có nhiều người đó thì họ đi tu tu cái niệm Phật đó, họ cứ lấy danh hiệu niệm Phật để họ trụ tâm thôi. Mà cái trụ tâm mà không có luyện để mà nhớ tới Đức Phật thì không về cõi Phật được. Thì mình đâu bao giờ công nhắc cái ngài đó, mà chỉ mượn cái danh hiệu của ngài để mình tập trung thôi, để mình không có tập trung qua cái khác thôi. Mà do cái vấn đề mình tập trung thì mình sẽ được cái quả của sự tập trung là cái quả những cái tâm khác không phát sanh thì mình ăn lạc tới hết rồi. Là do mình tập trung nên mình được một cái nữa là cái gì tập trung vào âm thanh, nên lúc đó mình sẽ nghe âm thanh đó. Tâm mình mà định vào cái đó thì mình nghe tiếng niệm Phật thôi chứ mình không nghe cái gì khác nữa hết trơn. Thì bởi vì có cái hậu quả đó, có sự an lạc hạnh phúc. Nhưng mà cái đó là hậu quả của thiền định, mà không phải là cái hậu quả của niệm Phật công mũi để cho tâm Phật lạc. Vậy biết là hai cái đó khác biệt không? Ai nói gì mà hiểu rõ sẽ được không? Thành đó cái gì niệm Phật chứ tinh thần khác. Bây giờ đi đạo trường nè, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, ai cũng Nam Mô Phật á. Mà có người họ niệm mà thực sự họ dùng cái tiếng niệm Phật để dẫn đến cái tâm nhớ đến Đức Phật. Thì cái tâm này á, khi mà cái quả đó nó phát triển á, tại cái mình chung như mình mượn, mình gọi anh B để cái tâm mình hướng về người đó. Chứ không phải là mình gọi anh B để mình tập trung vào cái danh hiệu đó. Thấy không? Thì sau khi cái quả nó phát sanh đầy đủ á, thì lúc đó là quý vị sẽ thấy Phật Di Đà. Thành ra mình nhớ cái chỗ này. Mà chư Phật á, bản chất cùng một bản thể. Khi quý vị thấy một Phật đó là thấy tất cả các chư Phật. Vì cái bản năng bản mặt là vậy, còn quý vị mà niệm theo cái lối mà tập trung vậy đó, nó quý vị không có mong cầu, không có một cái Phật nào hết, thì rốt cuộc quý vị có sự định tâm thôi, không có gì hết. Thì nắm những cái gì nha. Thì quý vị đi niệm Phật có nhớ, mình nương vào cái tiếng niệm Phật để nhớ về cái bản nguyện Đức Phật cũng được, hay để nhớ Đức Phật cũng được, hay nhớ về cõi giới Đức Phật cũng được, hay nhớ rồi cái bản nguyện mình giảng sanh cũng được, cái nào cũng nhớ. Nhưng mà điện quý vị nương cái đó để nhớ một cái nào gọi là thuộc về tâm pháp, mình nương vào tiếng niệm Phật để mình nhớ cái tâm pháp đó nó hỗ trợ cho cái sự giảng sanh của mình. Thì như mình nhớ về giảng sanh đi, mình nhớ Đức Phật là sẽ rước mình, anh đặt cái tâm mình một hướng niệm Phật của mình đó, là luôn luôn mình build up một cái tâm là mình sẽ đi về khỏi Phật. Thì khi Đức Phật mà gọi là gì tâm đại bi, mà lúc mà mình chết là tức là mười phương phóng quang xuống đó, thì lúc đó cái tâm mình tự động nó đặt con đường cho mình đi, cái tâm cuối cùng của mình sẽ hướng về Phật đó. Thì quý vị sẽ đi được. Còn cái gì niệm Phật mà chỉ có nhớ âm thanh không á, thì nó chỉ có công đức thôi, nó được cái lợi lạc là hạnh phúc an lạc thôi, thấy không? Đó. Mà nó, cái lợi lạc thật sự pháp môn niệm Phật đó quý vị không có lột hết được. Thì cái này mấy bài trước tôi cũng giảng hết rồi, thì bữa nay anh giảng về cái tâm ma địa đó thì giảng lại. Tại vì bên Nguyên Thủy á, họ niệm Phật họ vẫn nhập tâm ma địa, cái họ gọi là chính thọ đó, nhưng cái tâm ma địa đó cứu cánh, cái niệm Phật của họ đó thì cứu cánh nó chỉ là sự an lạc về tâm tâm và sự tập trung. Cách đây khoảng 10 năm tôi có giảng một bài niệm Phật tâm muội, thấy không? Thì tôi giảng theo lối tầm sát thị lạc của bên Nguyên Thủy. Tôi giảng xong rồi đó, sau tôi không bao giờ cái đăng đó tôi cũng chi đi lắm, tại vì cái lối tôi Nguyên Thủy nó rất là chi tiết, thấy không? Rất là chi tiết, nhưng mà giảng rồi tôi không bao giờ phát hành, tôi không phát hành đó nữa, vì tôi thấy tôi giảng sai cái từ tâm muội theo quan niệm của đại thừa. Vì cái quả gì như Phật tâm muội của đại thừa đó là cái quả là phải giảng sanh. Ngoài cái sự an lạc về thân tâm chắc chắn phải có, vì quý vị đang tu thì định giống như cái thiền kia thôi, mà ngoài ra cái gì đó là quý vị chỉ là nương vào cái tiếng niệm Phật để quý vị khởi lên được cái tâm, quý vị đang luyện cái tâm đó là cái tâm sẽ đi về khỏi cực lạc khi mình chết. Cái tâm luôn luôn có cái ước vọng khao khát đi cực lạc, cái tâm luôn luôn nhớ tưởng đến Phật A Di Đà. Nên khi mà cái hào quang cái Phật A Di Đà phóng xuống là quý vị nhớ là quý vị đi về liền đó. Được rồi, cảm ơn cô nha. Thành ra quý vị nắm rõ về cái vấn đề tam muội rồi vậy. Tam muội nó có hai nhận định nha, nhận định theo Nguyên Thủy là khác, mà nhận định theo đại thừa là khác. Thì hai cái trạng thái đó, cái Nguyên Thủy đó, thì nó không nhiếp đại thừa được, nhưng mà đại thừa thì nhiếp cả Nguyên Thủy. Tức là tại vì đại thừa nó cũng tu, cũng có cái định tâm, nên những sự an lạc hạnh phúc nó vẫn có. Nhưng ngoài ra nó lại đạt được
đạt được cái cảnh tướng mà cái tâm muội mà đúng theo cái nguyện bản nguyện của cái kinh điển kinh nói. Thành ra mà khi mà vô được tâm muội đó thì đây là cái giai đoạn cái quả của bên thiền chỉ ha. À, nên thứ nhất á, là mình đạt được một cái nó gọi là nhất điểm nhất tâm, tức là tâm mình có sự tập trung một cách vững chắc, tức là không có lệch lạc ra, không có phóng tâm, không có hôn trầm. Thứ hai là được cái tâm thanh tịnh, tức là cái tâm rất sáng suốt. Sáng suốt tức là không hôn trầm đó, nhìn không hôn trầm mà nó thanh tịnh, nó thêm một cái nghĩa nữa là cái nghĩa lúc đó là cái tâm mình nó không có sự cấu uế, tức là không có bị phiền não tham sân si nó bám vào, hay không? Do mình tập trung vào cái đề mục thanh tịnh. Cái đề mục đó là danh hiệu của Đức Phật, cái đề mục thanh tịnh. Chẳng hạn như bây giờ mình niệm danh hiệu viết á, thì mình cũng vô chú tâm được, nhưng mà cái đề mục đó nó sanh ra cái tâm sân hận. Thành ra cuối cùng khi mà cái quả nó sanh á thì nó không được cái năng lực thứ hai, tức là cái tâm nó là cái tâm sân hận nó phát sanh. Nhưng mà niệm viết viết hoài thì nó cũng ra vậy, tập trung nó cũng ra vậy, hay không? Nhưng mà nó ra cái tâm muội này nó đúng là không nghĩa là tâm muội nó nói về thiện hạnh không à. Nó ra một cái định tâm, nhưng mà định tâm này nó là tà định, thấy không? Thành ra cái tâm nó ứng kèm với phiền não, thấy không? Là tham sân si gì đó mình niệm. Thành ra tâm thực sự á có một cái năng lực nó rất là mạnh mà nó không tôn mình không thể nào, nó giống như thiền định á, là năng lực của sân hận, thấy không? Thành ra cái năng lực sân hận giống như định tâm vậy đó, người đó sân hận cái năng lực họ mạnh lắm. Tại vì cái gì khi mà sân hận á thì khi mà người mà sân rồi đó là cả mắt tai mũi lưỡi của họ đều dồn vô cái sân hết. Còn anh tham á, cái ngộ với anh tham thì cái lực anh rất là yếu, thấy không? Anh tham á thì chia làm năm lực. Mắt tham thì cái tay nó không có tham, tay nó ngừng, nó không làm việc, tay nó chỉ nghĩ tham và âm thanh thôi, thấy không? Đó là mũi tham mùi vị thôi, là khi cái tham nó chia thành năm. Nhưng mà thân á, cái năng lực của thân á là cả mắt tay mũi lưỡi rồi, nó cái năng lực nó dồn vô cũng hết ra. Thành ra năng lực thân nó cực kỳ là mạnh, thường thường mình khó chống nó, nó thân lên là quên hết. Thành ra thân là dễ nguy hiểm lắm, mới lợi ở trong nó là một cái niệm mà sân tâm khởi đó ha, là đốt tiêu 84,000 công đức, bao nhiêu công đức đốt hết ha, bát dạng pháp môn gì đó ha, ba dính nước niệm sân tâm khởi bao pháp chứ môn khai đó, đại khái gì đó thầy này tào võ luôn luôn được con luôn được con. Thành ra cái tâm sân á, cái tâm sân của cái gì khởi lên giống như năng lực thiền định vậy đó. Nếu mà gì tập thiền định mà cái gì trụ tâm giống như tâm sân á thì cái gì vào đặc định rất là dễ. Nó là nhất tâm á, trạng thái sân là trạng thái nhất tâm, lúc đó mắt không thấy nữa, chỉ thấy cái thù thôi, tai không có nghe gì nữa, chỉ nghe tiếng hoang thái thôi. Nó miệng mở ra là toàn là những cái ác khẩu thôi à. Nó tập trung hết cả năm cái căn đó, nó hoạt động, nó hỗ trợ luôn cho anh thân. Nên năng lực nó cực mạnh. Còn anh tham á, mắt nó tham khác, tai nó tham khác. Thành ra cái năng lực tham nó yếu lắm, thấy không? Năng lực tham nó yếu lắm. Thành ra quý vị mà muốn tu nhập định á, quý vị phải tập là tất cả ngũ căn quý vị phải dồn cho hết. Tại vì đối với tại thường mà tập pháp á, nhiều khi nó dùng hết cả năm năng lực mình để tập pháp, nó thiệt mạnh. Còn nguyên thủy tập pháp á, nó bế hết năm năng lực này, nó tập cái ý thôi. Thành ra nguyên thủy mà tập pháp á, nó không nguyên tắc á là nó bế ngũ căn, nó che ngũ căn rồi hết. Tại nó cày ngũ căn là mấy cái pháp nó vào, tu không được. Còn cái đại thừa mà tập pháp á, mở ngũ căn ra, thấy không? Dùng mắt á thì dán hàng Phật vô đây, thấy không? Nhìn là nhìn qua Phật, thấy không? Không có sợ chúng sanh, không có sợ khổ nữa. Tai nghe để hai Phật vô lỗ tai nè, nghe là nghe qua Phật, không cách động cái nghe mà không có sợ chướng ngại có nghe, thấy không? Nói năng là để Phật vô nghe lưỡi, nói là Phật khẩu nói chuyện, thấy không? Nó thành ra rờ tai chân đi từ đây ra, vô làm cái gì đây là tai Phật, thấy không? Cái tai này là lợi lạc chúng sanh, là khi mà họ sử dụng cái năng lực của họ, họ dùng hết cả sáu, hai bên tu khác nhau nha. Thành ra cái đó bồ đề tâm của mình là làm hết, mắt mình phải làm sao lợi lạc chúng sanh, thấy không? Tai mình phải làm sao lợi lạc chúng sanh, à. Thành muốn hay nhất bị kia nó bế hết, mình lại mở hết, ha. Nhưng mà cái mở của mình á, pháp tầm nhiễm không được, là tại ở đây mình có bảo vệ hết trơn à, bảo vệ bằng thiện căn, ha. Mình mở ra, nhưng mà mắt mình á, nhìn rất là từ ái bởi bồ đề tâm, ha. Nhìn con mắt rất là từ ái, tai đúng mà nghe những cái gì cũng từ ái. Mà thường tôi nói dữ chơi á, là mình an trí hết trong này là những gì Phật gì thần rồi hết đây, ha. Tấn công vô á thì Phật cũng đỡ mình, cũng không bị ảnh hưởng nữa. Mắt mình mà từ ái rồi, cái ác phát vô nó xâm nhập không được, nó phải đánh qua cái lớp từ ái của mình nó mới vô được, nó mới phá được cái nhận thức mình được, nó cho cái nhận thức mình nhìn bậy được,
hay còn nhận thức mình được hàng rào bảo vệ của Bồ Đề Tâm, không cách nào mà hắt nó vô được hết trơn á. Hay mà khi nó ra đó, nó ra bằng cái sự lợi lạc chúng sanh, thành ra đánh vô không thủng phải không? Mà ra lợi lạc chúng sanh nên họ mở mắt mà vào đời họ không có sợ. Thùng Nguyên Thủy á, họ sợ là vào đời bị chướng thì đối với họ à, họ thành ra họ bắt bế hết ngũ căn mà tu, bắt đầu họ nhập vào trong cái dùng ý thức của tôi thôi. Thành ra khi quý vị tu qua bên cái phát triển định á, cái đề mục hai bên cũng khác nhau. Nguyên Thủy nó chỉ có 37 đề mục, 242 đề mục hết, không có cái gì, chỉ nó không có nhiều. Mà Đại Thừa là cái nào cũng có thể đề mục được hết, bất cứ pháp môn nào cũng cả cũng có thể làm đề mục được. Tượng Phật có thể đề mục được, Nguyên Thủy không bao giờ thấy tượng Phật làm đề mục nha. Bởi vì tượng Phật nó nhiều sắc tướng khác biệt mà, những sắc tướng khác biệt như thế này nè, họ vô định vô khó vô à, hai bên nó khác. Bên Thủy mà muốn làm đề mục gì sắc khác á thì cái sắc nó phải đồng nhất, nó không có pha trộn cho như màu xanh này, màu xanh phải đồng nhất, không có pha trộn. Còn này mình màu vàng, đi màu đen, hai này kia là cái tâm họ bị loạn, họ không vô, không vô. Họ chọn đề mục rất là kỹ lưỡng, thành ra cuối cùng của họ chỉ có 42 đề mục thôi. À, mà đó có lúc có chỗ 40 hơn chút, hay ít, nhưng mà đại cái nó có nguyên tắc để chọn. Còn Đại Thừa thì nó khác. Thành ra cái mình vô được cái tâm ma địa đó, hai bên nó lại, vô tâm ma địa hai bên đó, thì cái tướng tâm ma địa đó, cái tướng samadhi đó, cái tướng tâm muội đó, hay là cánh thọ chánh định thì nó giống nhau. À, nó giống nhau, à, giống nhau vì cái điểm là thứ nhất là nhất tâm, thứ hai là thanh tịnh tâm, à, tức là tâm không có các phiền não, à, các vọng tưởng. Vì vấn đề định tâm mà các phiền não vọng tưởng nó không có. Thứ ba là tịch tỉnh, à, cái tâm an trú một chỗ, không có không còn nhảy chỗ này nhảy chỗ kia nữa, nó gọi là trạng thái tịch tỉnh. Cái người nào tu Nguyên Thủy hay là tu về Đại Thừa nó đều có trạng thái đó, tức là những hậu quả của nó. Thứ tư là chiếu diệu, thực sự nó đúng ra không nghĩa là chiếu diệu theo cái quan niệm gọi là như hồng quang phát ra, mà chiếu diệu này tức là cái tâm nó sáng suốt trong đề mục. Tức là khi mình nhìn đề mục á, mình an trú ở đây thì nó có thấy hộ, khi tâm mình an trú vào cái gì hoài đó thì cái tâm nó sanh ra phản ứng là buồn ngủ. Cái tâm mình là nó gọi là nó người ta gọi là con người sống, tức là cái tâm họ phải chạy được cái này chạy qua thì mới gọi là người sống. À, cái tâm mình mà nó trụ ở một chỗ á, thì con người đó cũng người chết thôi. Thành ra cái tâm mình để ý chẳng hạn như mình nhìn cái gì hoài mà mắt mình như mỏi vậy, tâm mình từ hôn trầm nó ngủ vô, gọi là bị hôn trầm trong đời một, ngủ trong đời một, thì cái tâm đó là bệnh của người tập về thiền chỉ. Nên mà bệnh như vậy đó thì tâm không sáng suốt trong đời một, thì cái đó nó không phải là cái trạng thái cái tâm ma địa. Trạng thái tâm ma địa này mặc dầu có sự tập trung nhưng mà giữ cái mức độ tăng cường của cái chánh niệm, tức là giữ cái đời một nó không có thối thấp, tức là tâm nó sáng rồi một, tức là lúc nào cũng biết là đây cái đời một này không có chạy lọt ra ngoài mà không có chạy, nó luôn giữ chặt nó. Thì cái tâm sáng suốt trong đề mục này á, thì nó gọi là chiếu diệu. Chiếu diệu này không có nghĩa là trong đó thấy được tất cả các pháp, không phải, nhưng mà sáng suốt trong đó, ha, không hôn mê. Rồi cái đó là những cái do sanh ra sanh tạng phát hỷ lạc. Thành hỷ lạc đó tức là có thọ, có cái thọ cảm do sự tập trung và tất cả phiền não phát sanh, nên họ cái tâm họ đầu tiên sanh ra hỷ. Như hồi trưa mình có giảng đó, từ cái tâm hỷ đó thì nó điều chỉnh hết tất cả những cái tế bào, những cái năng lực con người mình như relax gì đó, ha, từ từ những kinh mạch nó sửa lại nên cái thân tâm nó sướng khoái. Cái vấn đề mà cái thân nó sướng khoái đó là trạng thái lạc của cái thân nó gây ra. Thì trong kinh điển nó nói đó, cái người mà vô cận định hay là bước chân vào sơ thiền đó, thì họ sẽ có cái lạc về cái thân. Nó sung sướng, nó gọi là cái vấn đề mà sung sướng này nó gọi là sung sướng hơn là cái cảnh nam nữ gần gũi với nhau. Do đó cái người nào mà nhập được sơ thiền, chuyện đó đối sắc dục đối họ thành vấn đề nữa, họ không còn đam mê sắc dục nữa. Thành ra người nào mà còn đam mê sắc dục mà nói nhập sơ thiền phải đặt câu hỏi lại, thấy không, là tập với tắc. Cái đó là cái sự lạc của thân nó không bằng lạc kia, nên họ không có khe cái vụ nó nữa, thấy không. À, thì lúc đó cái chánh định thì bên Nguyên Thủy và bên Đại Thừa nó đồng tới giai đoạn đó thôi, mà qua tới giai đoạn Đại Thừa thì nó được một cái nữa, thấy không, thì nó là được cái, tức là Đại Thừa nó nhiếp cho Nguyên Thủy trong những cái đoạn trồng nhau, nhưng mà cái quả của cái tam muội của Đại Thừa thì vì nó tương ứng với Bồ Đề Tâm, nó tương ứng với chư Phật thì chúng sanh, nó không bỏ chúng sanh, lúc đó là nó còn là thí tướng chúng sanh, là thí tướng chư Phật tùy theo cái pháp môn họ tu.
vì cái bản nguyện họ không bỏ tướng chúng sanh là chúng chư Phật. Người tu đại thừa cái bản nguyện Bồ Tát của họ là thứ nhất là không rời chư Phật, thứ hai là không bỏ chúng sanh, nên khi trong cảnh nào của họ đó là cái tướng đó nó cũng hiện hiện, nó không có mất. Nếu mà tu niệm Phật tâm một vị thì mười phương chư Phật hiện trong tâm thức của họ, thấy không? Đó là cái bản nguyện. Do đó khi nhập tâm mũi, cái tâm họ càng lắng chừng nào đó, thì chư Phật mười phương đó, là họ càng thấy rõ, không có mất. Thiết pháp chư Phật mười phương họ đều nghe rõ, không mất. Cái bản nguyện của chư Phật rất là đặc biệt. Khi mà phát Bồ Đề Tâm đó, vì có hai cái bản nguyện là thượng cầu Phật đạo nên không bao giờ rời Phật, thấy không? Trong kinh điển nó nói là Bồ Tát Bát Địa vẫn chưa rời Phật mà, Bồ Tát Bát Địa đó vẫn không rời Phật, họ luôn luôn gần gũi Phật, thứ nhất để hộ vệ Phật, để hộ trì Phật, để nghe pháp chư Phật vân vân, để học Phật, để học vô lượng pháp môn để độ sanh, nên luôn luôn không rời Phật. Thứ hai là không rời bỏ chúng sanh, thành ra trong cái tướng đó đó luôn luôn là vào trong cái thế gian một cách vô chướng ngại, không có nghèo. Thành ra cái tâm muội của đại thừa nguyên thủy nó chỉ sai lệch có chút xíu gì thôi, nó sai lệch chút xíu. Thành ra cái samadhi á, mình định nghĩa tâm muội lại, cái tâm muội này đó nó chỉ nó là trạng thái, nó gọi là nó không nó loại bỏ ác pháp nha, nó loại bỏ phiền não ác pháp ha. Nên cái samadhi này nó hoàn toàn, nếu người ta dịch đôi người dục gọi là chánh thọ hay chánh tịnh. Chánh này có nghĩa là đi cái pháp này ha, cái tâm được an lạc hạnh phúc, các phiền não không phát sanh ha. Còn nếu đi đại thừa nữa thì tương ứng với Bồ Đề Tâm là tùy theo pháp môn, có thể là thiết chư Phật, nghe chư Phật ha, lương thông với các vị Bồ Tát ha, tương thông với các chúng sanh ha, và thấy tâm không đó thì thành chánh. Rồi vậy còn một chữ nữa, ví dụ cái phân biệt nó gọi là chữ thiền na. Thiền na này đó, nó gọi là cái nó thiền na này đó, mà đa số nhiều khi ta dịch là thiền không ha. Thì thực sự ra cái thiền na này nó là một cái trạng thái nó kết hợp giữa cái pháp thiền định và thiền định, tức là và thiền quán. Thì hai pháp này mình đã giải thích buổi chiều rất là rõ rồi, tại sao một cái pháp nó cần phát triển thiền định và thiền quán. Cái thiền na này đó quý vị phải tắt cái thiền na, gọi chung là thiền, thì quý vị mới lên được cái cõi sắc hoặc là cõi vô sắc. Còn nếu quý vị tắt mà không tắt thiền na, quý vị tắt tam muội chưa chắc quý vị lên được cõi sắc và vô sắc nha. Cái tam muội là cái giai đoạn cuối của cái sự định tâm, tức là nó vào cái giai đoạn gọi là cận định, tức là sắp sửa vào định thôi, chứ nó chưa chắc là nó vô vào được cái định. Mà quý vị muốn vô cái thiền khỏi sắc khỏi vô sắc đó là tập qua cái thiền na. Cái thiền na này đó nó gần cái chỉ và quán. Còn cái tam ma đề đó là do năng lực của chỉ, cái kết quả của thằng chỉ, thấy không? Đó, cái thằng quán trong này nó yếu. Nhưng mà qua cái thiền na đó thì cái chỉ và quán nó đều có song hành ha. Nhưng mà tùy theo cái mức độ, chẳng hạn như sơ thiền thì chỉ và quán ngang ngửa với nhau, thấy không? Đó, muốn vượt qua lên nhị thiền ha, thì chỉ nhiều và quán ít. Đó, tam thiền là bắt đầu là quán càng ít hơn nữa. Đúng rồi. Định sanh hỷ mà, định sanh hỷ lạc, lên cao là mức độ là cái quán trí nó càng bớt xuống, tại vì lên cao cái phiền não nó càng ít, nên người ta không cần dùng cái quán lực để diệt phiền não. Quý vị muốn mà lên từ cõi dục, quý vị mới muốn lên cái cõi sắc á, là phải diệt hết tất cả tâm của dục. Chứ là tâm tham muốn diệt, mắt mình có bao nhiêu tâm nó tham đắm vì cõi dục thì phải diệt cái tâm đó đi, thấy không? Lỗ tai mình có bao nhiêu cái tâm tham đắm gì âm thanh mà phải diệt bao nhiêu tâm đó đi, thì cái này đó là thuộc về chính không. Sơ thiền là còn phần thứ tư này. Dạ, cái đó là nói theo nghĩa nguyên thủy, mà tôi sẽ nói tại vì lối tu thiền này tôi muốn nói về cái lối tu của đại thừa là chính khắc. Còn cái lối mà tầm sát thị lạc á là cái lối là thiền chi của nguyên thủy, thấy không? Ở đây thì mình lo mình nhắc lại đó để mình có sự so sánh ha. Nhưng mà cái môn nào á nó cần những điều là tầm tư là hai giai đoạn đầu tiên để mình đi tới cận định, thấy không? Phỉ tướng á, cái phỉ tướng đó, tiếng thủy lạc á là cái tướng của định cận hành, thấy không? Là định bắt đầu đó, khi mà định vô đó bắt đầu là nói với cái tình trạng của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi tới xả là tứ thiền, tầm sắc phải lạc là xả những thiền chi, cái đó là cái tình trạng của bên thủy, nó xác định cái lối tu, thấy không? Nhưng mà
cái lối tu đó nó đang bị cái trở ngại này mà nó không giải quyết được. Nó nói là tại sao mà mình tầm sát tỷ lạc rồi đó, mà tại sao những cái tâm của cõi dục nó tự động nó mất, thì không có đề cập tới cái tâm cõi dục mất là phải dùng cái pháp nào mới diệt nó chứ. Tại vì cái năng lực tập trung mình là chỉ có tập trung thôi, tập trung chưa chắc những cái tâm nó mất, đâu có diệt nó đâu. Tập trung do sự định tâm mà cái đó không phát triển thôi, nhưng mà bản chất nó vẫn còn, thấy không? Thành ra có cái đó mình quên đại thừa thì họ nói rõ lên, nó nói rõ hơn trong di tích học, họ nói rõ hơn là quý vị muốn cắt thiền na. Thiền na là cái cứu cánh người tu thiền đó, là cái trong giai đoạn mà cuối cùng quý vị nhập vào cái cận định á, định cận hành á. Nếu mà danh từ của bên Nguyên Thủy nó gọi là bắt đầu là định cận hành của Nguyên Thủy đó, thì nó được dùng danh từ, cái danh từ đó nó gọi là samapatti. Samapatti là một cái trạng thái giống như cái samadhi ở đây nè. Thì samapatti tôi cũng nói cái gì hồi sáng rồi, thấy không? Đó, tâm là bắt đề đó. Thì cái thiền định này đó, tức là nương vào cái giai đoạn cận hành này, thấy không? Thì họ phải bỏ cái tâm quan sát pháp để họ nhàm chán tất cả những cái dục ở cõi dục, họ xả bỏ tâm nó đi, không dính mắc cái tâm nữa. Thì lúc đó khi mà tâm dục nó không còn gì nữa đó, thì họ đắc được cái sơ thiền đầu tiên, nó gọi là ly dục, thấy không? À, ly dục diệu được cái lạc của cõi sơ thiền. À, thành ra cơ tu tầm sắc vị lạc nó không giải thích cái đó, nó không giải thích là tâm dục gì làm sao. Họ chỉ nói định tâm rồi tự nhiên cái tâm dục không phát sanh nữa thì họ lên sơ thiền thôi. Nhưng mà di tích học hay là di dục pháp bắt đầu họ đã phân tích ra, cõi dục có bao nhiêu tâm cõi dục, mà muốn tâm cõi dục muốn diệt được phải quan sát nó mới diệt được. Mình quan sát thấy cái hại của nó, cái sai lầm của nó như tứ diệu đế vậy đó, mình thấy cái đời là khổ thì mới tu cái pháp để diệt khổ, thấy không? Mình muốn diệt dục là mình thấy là cái dục là nguyên nhân của khổ, thấy không? À, lúc đó mình mới tu cách pháp để cái dục này không phát sanh nữa, và cái dục này không phát sanh nữa mình ly được cái dục này thì đạt được cái lạc của sơ thiền. Thành ra muốn lên cái sơ thiền đó thì nương vào cái lực của cận định thì phải thêm quán trí, ha. Cái quán trí này đó thì nó nằm trong cái quán, nên thiền đa nó mệnh danh của nó là chỉ quán tu một lượt. Cái quán trí này mục đích để phân tích thấy được cái dục tâm của dục nó nằm bao nhiêu, thấy không? Rồi diệt bớt tâm nó đi, thì khi mà diệt được cái tâm dính mắc của dục đó, thì cái tâm không còn cái dục ái dục của dục nữa, thì cái xích cái nghiệp của dục lôi kéo mình xuống nó không có thế lực nữa, thì lúc đó cái tâm mình tự nhiên bước qua một cái cõi sắc. Nhưng mà ở cõi sắc chẳng có tâm dục của cõi sắc, thấy không? Thì lúc đó họ mới quán trí, dùng cái quán trí nữa. Nhưng mà lúc đó cõi dục nó ít rồi, cái dục của cõi sắc ít,